Là tựa game thứ 3 liên tiếp của nhà miHoYo trong vòng 4 năm gần đây, Zenless Zone Zero đã mang đến một trải nghiệm rất khác biệt so với hai người anh tiền nhiệm của mình là Genshin Impact và Honkai Star Rail. Với việc đã dày dặn kinh nghiệm trong những tựa game gacha nhập vai, thì miHoYo đã rất biết cách để chú trọng vào những điểm độc đáo của Zenless Zone Zero để mang đến những tính năng rất được ưu ái. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là không ít những điểm hạn chế đã được cộng đồng game thủ chỉ ra từ rất sớm, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Zenless Zone Zero khó có thể trở thành một siêu phẩm gacha sánh ngang được với Genshin Impact. Vậy thì điều đó có thật hay không? Mọi người hãy cùng mình và Mọt Game tìm hiểu cùng nhau nhé! Mới đây nhất vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, sau 3 năm tháng chờ đợi, tựa game bom tấn gacha nhập vai Zenless Zone Zero đến từ nhà HoYoverse đã chính thức trình làng đến các anh em game thủ. Khác với thế giới mở rộng lớn trong Genshin, cũng như chế độ theo lượt turn-based của Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero có lối chơi chặt chém đã tay đi kèm với cốt truyện tuyến tính, có phần tương đồng với người tiền nhiệm Honkai Impact 3 đã ra mắt khá lâu trước đây. Với việc ra mắt chỉ một thời gian ngắn sau Wuthering Waves, thật khó để có thể người chơi không thể so sánh hai tựa game này, mặc dù có nhiều điểm khác nhau. Wuthering Waves ra mắt được cộng đồng người chơi đón nhận rất tốt, và đà phát triển của trò chơi vẫn đang không có dấu hiệu dừng lại. Thế thì liệu Zenless Zone Zero có mang đến một sản phẩm game đủ thu hút để kéo chân người chơi từ Wuthering Waves, cũng như giữ chân người chơi mới lại hay không? Hãy cùng xem qua các điểm nổi bật của tựa game này nhé! Bối cảnh, cốt truyện của game. Zenless Zone Zero lấy bối cảnh của một thành phố hậu viễn tưởng có tên là New Eridu. Từ cái chiều không gian Holo, các thực thể Ethereal đã du hành vào thế giới con người. Mặc dù chúng đã tàn phá hầu hết thế giới và xóa sổ gần như hầu hết nhân loại, nhưng vẫn còn một nhóm những người sống sót đã thành lập nên thành phố New Eridu, một pháo đài nhằm bảo vệ nhân loại khỏi bọn xâm lược Ethereal. Người dân nơi đây đã chống lại Ethereal bằng cách sử dụng chính công nghệ và tài nguyên của chúng. Chúng ta sẽ theo chân cặp anh em Bell và Wise, trải nghiệm cuộc sống thường nhật của họ. Đây cũng chính là hai nhân vật chính nam và nữ mà người chơi sẽ lựa chọn làm avatar cho mình. Điểm khác biệt so với các tựa game gacha khác là dù bạn lựa chọn ai, thì người còn lại sẽ trở thành NPC cùng đồng hành trong cốt truyện. Bell và Wise là Proxy, một dạng nghề nghiệp phi pháp. Họ có thể đồng bộ tâm trí của họ với các Bamboo, thâm nhập vào hệ thống Holo Deep Dive, điều khiển các Holo Rider chiến đấu với các Ethereal trong các chiều không gian khác. Ngoài ra, họ còn có một cửa hàng băng đĩa Random Play để có thể kiếm tiền một cách hợp pháp, một bình phong hiệu quả để có thể che giấu đi hoạt động phi pháp của mình. Khác với những tựa game về trước của miHoYo, khi trung tâm cốt truyện mang tầm vĩ mô hơn với những cuộc chiến giữa các vị thần hoặc chính trị giữa nhiều quốc gia khác nhau, Zenless Zone Zero trở về với quy mô nhỏ hơn, với câu chuyện thường nhật chủ yếu xoay quanh về cuộc sống của hai anh em nhân vật chính, ít nhất là đến phần mod game chúng mình chơi. Đây chắc chắn là một điểm mới lạ, một cách thức tiếp cận mới mẻ mà mình nghĩ game thủ chúng ta nên trải nghiệm qua một vài phiên bản mới nữa mới có thể thấm được, chứ khó có thể kết luận game nhàm ngay tại thời điểm ra mắt này. Về phần lối chơi, Zenless Zone Zero mang lại một trải nghiệm vô cùng độc đáo. Khi kết hợp hiệu quả giữa roguelike hầm ngục thông qua chế độ Exploration, mình sẽ gọi tắt là TV, với cơ chế chiến đấu hack và flash vô cùng đã tay. Và cuối cùng không thể thiếu, đó là những hoạt động thường nhật Slice of Life vô cùng chill. Việc kết hợp ba yếu tố vừa hành động vừa đời sống này mang đến một trải nghiệm khá quen thuộc với những game thủ nào từng trải nghiệm qua dòng game Persona lừng danh. Tại phần gameplay chính của Zenless Zone Zero, người chơi sẽ nhận được các yêu cầu, nhiệm vụ từ các công dân tại thành phố New Eridu. Loại 1, Story. Có 3 loại nhiệm vụ chính, đó là Story, có liên kết trực tiếp đến mạch truyện chính của game và cũng là loại yêu cầu mà mình thấy hấp dẫn nhất vì chúng ta sẽ được trải nghiệm khả năng kể chuyện vốn đã rất hay từ phía miHoYo. Với việc rất thích cốt truyện game, mình cảm giác đây là một mảng rất hay của Zenless Zone Zero. Phong cách kể chuyện theo style light novel, xen lẫn các trang truyện style comic cùng với việc có lồng tiếng cho toàn bộ hội thoại, đem đến một trải nghiệm vô cùng thú vị như đã nói ở trên. Loại thứ hai đó chính là Exploration. Nếu chúng ta điều khiển một Bamboo, một linh vật vô cùng dễ thương của Zenless Zone Zero, di chuyển qua các màn hình TV, khá giống với việc di chuyển qua các ô trên một bàn board game. Các bạn có thể tưởng tượng như chơi cờ tỷ phú hay là cá ngựa vậy. Khi đi qua các ô TV đặc biệt, sẽ có các sự kiện khác nhau như Reward, Combat và nhiều hơn nữa. Điều khiến các game thủ trở nên không hài lòng đó chính là việc các câu đố trong Exploration là vô cùng đơn giản. Thậm chí theo mình, học sinh tiểu học cũng có thể giải được, không thể có tính thử thách và cũng như là không có quá nhiều combat. Điều này sẽ dẫn đến việc người chơi sẽ dành đâu đó 70% thời gian trên các màn hình TV để giải các câu đố nhàm chán. Cái màn combat chỉ diễn ra trong khoảng 30%, trong khi mình cho rằng tỷ lệ xuất hiện của hai dạng này nên là cân bằng 50-50.
Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu rằng mọi kim chúng mình không ngấm nổi chế độ TV này. Theo mình, đây là một cơ chế mới lạ mà miHoYo mới vừa đưa vào thử nghiệm và chắc chắn sẽ không bỏ đi trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nếu có thể giảm bớt cái cầu đố vô tri lại, thêm vào đó nhiều thử thách và combat hơn, thì chế độ TV này sẽ có phần đỡ nhàm và trở nên thú vị hơn nhiều. Các bạn có nghĩ thế không? Nếu có thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Loại 3, combat. Trái ngược với exploration, yêu cầu của loại 3, combat tập trung hoàn toàn vào đánh đấm là điểm sáng nhất của trò chơi. Với các độ khó khác nhau và nhiều màn combat, người chơi có thể vào cuộc đánh đi đánh lại các màn chơi để kiếm được tài nguyên một cách dễ dàng. Cơ chế giật chém cùng hiệu ứng hình ảnh mượt mà trên cả tuyệt vời, mang đến một trải nghiệm vô cùng đã tay. Người chơi sẽ điều khiển một tổ đội gồm 3 nhân vật, sử dụng chuột trái để tấn công và chuột phải để lướt né. Né đúng thời điểm sẽ giúp người chơi đó tránh hoàn toàn lượng đam của kẻ thù. Việc canh thời điểm là vô cùng quan trọng vì theo như mình biết, Zelda Zero hiện tại không có bất cứ healer nào, nên việc tránh sát thương sẽ trở nên quan trọng hơn hết. Ngoài ra, mỗi nhân vật còn sở hữu một kỹ năng và tuyệt kỹ mở khóa khi người chơi tấn công bằng chuột trái liên tục. Hai kỹ năng mạnh mẽ này sẽ đem đến nhiều sát thương hơn nữa. Và như thường lệ, các tuyệt kỹ của miHoYo đều có hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Cơ chế thú vị nhất đó chính là hỗ trợ Assist thông qua nút Space để có thể chuyển đổi đồng đội và đánh thay. Canh thời điểm hợp lý để đổi nhân vật khác vào ngay lúc kẻ thù tấn công sẽ tạo nên một pha Parry hay còn gọi là đỡ đòn. Việc tấn công liên tục sẽ mang đến điểm cho người chơi. Khi đạt đủ điểm, người chơi có thể thực hiện hỗ trợ hoàn hảo các đòn combo đập tay đổi người vô cùng hào nhoáng, đẹp mắt của riêng các nhân vật. Tuy nhiên là một tựa game vô cùng được chờ đợi, thật khó có thể Zelda Zero không nhận những lời phàn nàn từ các game thủ khó tính. Kể cả là ở tính năng của mình, rất nhiều game thủ cho rằng cơ chế chiến đấu của ZZZ là cơ bản và thiếu chiều sâu. Dù có là nhân vật nào thì người chơi cũng chỉ spam chuột trái, đợi các kỹ năng sáng lên sau đó bấm các kỹ năng đó. Các trận đấu cũng không khá thẩm gì hơn, khi hầu hết 99% các con quái bình thường mà bạn gặp phải sẽ đứng nghiêm, chờ bị tẩn hoặc đánh những đòn vô cùng dễ né. Và hầu như 99% sẽ chỉ là bao cát để bạn tập combo mà thôi. Các content bình thường hoàn toàn có thể vượt qua, chỉ việc spam chuột và né chiêu. Các màn đấu trùm thì có thể khá hơn, khi các con trùm khó khăn hơn và có một số cơ chế mới lạ khiến người chơi phải chuyến thuật hơn. Điều này có thể chỉ là một điểm nhỏ, khi mà các phiên bản sau có thể khiến quái trở nên mạnh hơn, trâu hơn, nên đây chưa hẳn là một điểm trừ hoàn toàn. Hoạt động thường nhật. Ngoài những trận combat kịch tính ra, thì anh em có thể khám phá thành phố New Eridu và quản lý cửa hàng băng đĩa của mình. Thành phố ẩn chứa nhiều con đường bí mật cùng các nhiệm vụ phụ và các engine rải rác mọi nơi. Dĩ nhiên là người chơi có thể tương tác với các NPC và thực hiện những nhiệm vụ phụ trên, khiến cho thế giới có hồn hơn một chút. Đây chỉ là một khoảng nghỉ mà mình cho là cần thiết để đem đến một trải nghiệm game chill chill, không phải lúc nào cũng sẽ combat cháy nổ khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều game thủ khắp nơi lại nêu ra ý kiến rằng những hoạt động này khá là nhàm chán và việc không được hóa thân hình các engine mà bạn sở hữu để đi khắp nơi thì khá là thiếu sót. Sẵn nhắc đến engine, thì đây là tính năng gacha chính của Zelda Zero, tương tự như Honkai Star Rail hoặc Genshin. Đầu tiên nhìn vào, ta có thể thấy ngay các engine được thiết kế rất đẹp và có style riêng cho từng engine, rất phù hợp với bối cảnh của trò chơi. Có khá khá các phe phái và các engine sẽ thuộc vào một trong những phe phái đó. Dĩ nhiên là các trò chơi của miHoYo, các nhiệm vụ xoay quanh engine sẽ luôn có rồi. Anh em có thể nhắn tin, chat chip, trò chuyện và làm nhiệm vụ phụ cùng các engine của mình. Các engine được chia ra 5 nguyên tố khác nhau và 5 thuộc tính: cường công, attack, gây sát thương lớn và liên tục hay còn gọi là DPS, kích phá, stun, các cỗ máy khống chế thực thụ, hạn chế tấn công và di chuyển của kẻ địch để đồng đội dồn đam, trợ viện, support, tăng sức mạnh cho đồng đội, phòng hộ, defense, máu trâu, có khả năng phản công hoặc hỗ trợ đồng đội tốt, bất thường, anomaly, tương tự như kích phá nhưng sẽ gây nhiều hiệu ứng bất lợi hơn lên kẻ địch. Việc phối hợp các thuộc tính một cách chiến thuật sẽ giúp người chơi vượt qua được các content của game dễ dàng hơn. Tiếng phổ biến nhất hiện giờ là một DPS, một stun và một bất kỳ. Các engine cũng sẽ được trang bị các W engine tương tự như vũ khí và Lycon bên Genshin và Honkai Star Rail. Và cuối cùng không thể thiếu đó chính là tính năng anh em quan tâm nhất, tính năng gacha trong game để chiêu mộ các engine về tổ đội mình. Có hai loại chiêu mộ, chính là chiêu mộ thường và chiêu mộ limited. Các tỷ lệ cũng như bao nhiêu thép để ra đạt được BT, có lẽ anh em fan nhà miHoYo cũng không còn quá xa lạ. Được biết, do đang trong quá trình ra mắt trò chơi, Zelda Zero có rất nhiều vé miễn phí cho toàn thể anh em, cũng như rất nhiều gói quà tặng. Anh em đừng quên để nhận hết để có vé mà gacha nha.
Hey, you! Quit staring at me like I'm a kid! Hiện tại Angel bậc S đang được raise up tại chiêu mộ Limited, đó chính là Ellen, một DPS băng mạnh nhất trò chơi thời điểm hiện tại. Cô nàng cũng sở hữu ngoại hình vô cùng đáng yêu và hiệu ứng hình ảnh mượt mà, rất đáng để anh em thử vận may đó nha. Zenless Zone Zero mang đến một thế giới viễn tưởng đẹp mắt, hiệu ứng đồ họa mãn nhãn cùng với thiết kế nhân vật vô cùng đặc trưng. Combat đơn giản dễ hiểu mà lại vô cùng đã tay, ít gây nhàm chán cho người chơi. Ngoài những hiệu ứng hiển nhiên trên thì Zenless Zone Zero còn mang đến nhiều cải thiện nho nhỏ, từ một thế giới overworld vô cùng thú vị để khám phá đến việc đơn giản hóa việc farm tài nguyên, giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn bao giờ hết. Với việc là một tựa game gacha, yếu tố chơi hàng ngày là vô cùng quan trọng. Zenless Zone Zero gần như đã có thể làm được chuyện đó. Tuy nhiên, chế độ TV khá là nhàm chán và tốn thời gian, cộng thêm việc kẻ thù khá là bị động và không quá thử thách, khiến cho nhiều người chơi không quá mặn mà để cày hàng ngày. Dù là thế, nhưng với việc là tựa game thứ tư của nhà miHoYo, Mọt Kim chúng mình cho rằng Zenless Zone Zero vô cùng đáng để thử qua, là một chiếc vé hoàn hảo nếu bạn là một người chơi mới bước chân vào thế giới Tech Otaku mà miHoYo đang cố gắng xây dựng. Còn nếu bạn đã từng thử qua các trò chơi như Genshin hay Honkai Star Rail, các bạn sẽ cảm giác như ngay ở nhà. Vì mặc dù giao diện có khác, nhưng hầu như rất nhiều thứ vẫn được giữ xuyên suốt các game của miHoYo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và trước khi kết thúc video, mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh Mọt Game. Và hẹn gặp tất cả mọi người vào những video tiếp theo nha. Tạm biệt.